funnygame.vn, Smart Liên Quân, PUBG, giá rẻ, uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan Vietnam 2 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video cho mình nhé. Chúng ta hôm nay có nhiệm vụ gì không? Chúng ta sẽ có nhiệm vụ của cây xương rồng anh em. Lâu lắm rồi tôi mới chơi cái xương rồng đây. Thì xem hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với cây gì. Có gà, à cái xương rồng này rất là tốt nha anh em. Nó phải tạo ra gai được, mà chỉ có level 1, hiện tại mình cũng level 1 à. Thì tăng độ lên nhá. Ờ, đây, ở đây, chỗ này, dưới này. Khả năng là bắn và xong là nó sẽ tạo thành một hàng gai. Nhìn chung là cũng rất là hay ho. Đấy, bắn xuyên anh em ạ. Cái này hay mà, cái xương rồng bắn xuyên tâm mà. Đấy chưa, bắn hết mấy cái bọn này luôn này. Nó không qua cái đâu, nó giống như kiểu cây gai anh em, cây gai gỗ ấy. Khá là giống ta. Tăng độ di chuyển lên phát nhỉ. Ờ, chúng ta sẽ để đây này. Để đây này. Chắc là tiếp theo sẽ đặt cây xương rồng ở phía trên như thế này. Cách ra một hàng như thế này thì nó sẽ là hợp lý hơn. Phía trên kìa, phía trên kìa, phía trên kìa. Phía trên này. Tấn công phát nhỉ. Rồi. Nó tấn công đây. Bắn. Chết luôn. Vớ vẩn, nó sao vào được. Ui. Tạo gai, tạo gai, tạo gai, tạo gai, tạo gai, tạo gai, tạo gai. Chết tiệt thật. Cái này có chết không ta? Hết đấy rồi. Hết cái tốc độ di chuyển cao rồi. Sẽ hơi mệt nha, hơi mệt nha. Nhưng mà nó cũng nổ luôn rồi. Hay quá. Cái này phải mắc khỏe luôn. Đây, bay màu. Hết luôn anh em. Một trận si tròn kết hợp với cây cái này cái gì ta, cây xương rồng rất là khỏe. À, hiện tại mình đang có 100 game đấy nhá anh em. Và mình sẽ dùng 100 game này để mua thêm cây nha. Mình chắc mình sẽ tập trung vào bowling thôi. Bowling muốn lên cho lên level 6 ấy. Và đây nè. Và chúng ta sẽ sang cái ô phần 2. Chắc là chúng ta sẽ bật một xíu xíu nhạc lên. Yeah. Anh em đợi xíu nhá, bật nhạc lên cái. Flipping a duck đi. Bài này hơi nhỏ ta. Sau đó ta sẽ mua đang giảm giá pack kit Dust Lover. Ok, mua luôn anh em. Còn gì tuyệt vời hơn. Sắp lên level 7. Nếu nói sắp lên còn lâu. Còn lâu lên level 7 nha. Cái gọi là cái cam. Cam này cũng rất là ngon. Sắp lên level 5. Sau đó thì chúng ta sẽ sang đây và mua gói patch. Đó là Big Way Beach. Đấy. Để tăng cường sức mạnh cho bowling lên. Nó khỏe hơn lên. Thêm ít vàng. Gokodai. Lily Pass. Đấy. Bowling này. Ui sắp lên level 6 rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi đây. Bonus thêm cái Explorer không nút nữa. Bonus thêm cái Solar Tomato. Thêm Pianus. Ok, sắp lên level kìa. Pianus sắp lên level kìa ta. Bây giờ sẽ tập trung chơi nhiệm vụ Battle Z và nhiệm vụ 100 game. Tội gì không lấy nhỉ? Để mua thêm pack chứ đúng không? Để nâng cấp cho cây bowling lên level 6. Chúng hãy vào đây này. Và chơi nhiệm vụ 100 game nhá. Không có biết là hôm qua mình đã có trồng thêm cây chưa. Hy vọng là trồng thêm cây rồi. Uầy. Đây mốt rồi. Survival, ui, xin thưởng cho cái đống này á. Xin thưởng cho cái đống bầy nhầy này á. Nhìn có vẻ là khó ghê dạ. Ui, chúng ta sẽ có cây ấy anh em ơi, lò xo. Đây, cái này trước. Bà đi phát, có gai không ta? Cái này sẽ biến thành bom này. Nên chúng ta không cần phải lo lắng lắm đâu. Ui, đông vậy. Đâu vậy, đâu vậy, ôi nó cán rồi. Bom 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 bom. Bom nè, hay nha. Hay nha, hay nha, hay nha, hay nha. Chết ngay, vớ vẩn là chết ngay. Chạy sao được. Mình sẽ cho con này nó xuống dưới. Đúng rồi, chính xác là cho xuống dưới kia là hợp lý đấy. Cho xuống dưới kia là cực kỳ hợp lý luôn. Quá là hợp lý. Cho nó nổ phát nốt cái này cái. Cái gai không nhỉ? Gai gỗ à? Gai gỗ cũng được.
Sao bên này? Hay. Cái đấy chuyên dùng để đánh boss thôi nha anh em. Theo mình nghĩ nên chuyên đánh boss thôi cũng được. Chúng ta sẽ có thêm một cây bên này. Hiện tại chỗ này nó rất là khỏe. Đấy. Rồi, bình tĩnh. Vẫn có thể hạ được. Chưa gọi là quá là khó khăn cả. Con này thì chuyên để đẩy bọn zombie xuống dưới vực thôi. Thế thôi. Chỗ này đang hơi khó đây. Tại vì có đông quá. Đông cái con... đông zombie quá, cho này đông zombie quá thể luôn. Cho nổ phát này. Cái gai gỗ chỉ dùng một lần thôi nha, không dùng hai lần được. Bắn nó đi. Cho có gai sắt ở bên này. Gai sắt thì có thể dùng được nhiều lần. Gai gỗ thì nó sẽ khó chịu hơn. Đông đấy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta hết đấy rồi. Hết cây rồi. Không làm gì được rồi. Chỗ bằng này cây đậu rồi. Cây đậu ba đầu rồi. Đây mình còn khỏe đấy. Chết nhỉ. Không có... Chưa. Một bé xuống ao. Chết tiệt. Trời ơi. Mấy cây của mình đâu hết rồi anh em. Từ từ nha. Xong. Ôi dồi. Lại đẩy lùi bọn này về. Thế mới nhọ chứ. Thôi mình sẽ giết con này trước. Giết con này trước. Đằng nào chỗ này cũng sẽ chết rồi. Tại vì đáng lẽ mình phải đẩy nó xuống dưới kia. Mà mấy con này nó không đẩy ra. Khá là khó chịu. Nhưng mà không sao. Chúng ta vẫn sẽ chiến thắng trận này nha. Nó hơi lâu một xíu. Cho nhanh tốc độ lên. Chết ngay. Và chúng ta có thêm một cái túi tiền nữa. Khó phết nhờ. Trận này tưởng sẽ dễ. Thành ra sẽ hơi khó. Mình sẽ chơi thêm cái gì đây? Pia Tabati. Và sẽ chuyển qua phần Butter Z. Butter Z mùa này nó dễ mà. Không khó khăn lắm. Ok, và chúng ta sẽ chuyển event Pinata Party nhá. Chơi thôi. Butter Z thì cũng dễ. Tuần này khá là dễ. Chúng ta được khoảng 3 triệu điểm mà nó không tốn quá nhiều công sức ấy. Đây, Fabis, cái này thì có thể nâng cấp được không ta? Fast Beat, tỏa âm thanh. Tấn công nó phát trước đã, tổng tính sau. Tốt. Ok. Không vấn đề gì. Hiện tại là chưa có vấn đề gì cả. Nó có thể cán được tất cả. Cây của mình nó rất là khó chịu nhỉ. Khó chịu ghê. Tấn công phía sau được không ta? Chết ngay. Rơi ngay. Thụt lùi xuống phát. Đúng rồi. Hợp lý đấy. Có vẻ như đang khá là hợp lý ra. Âm thanh phát nhỉ. Để đây là thập diện mai phục luôn. Chạy đi đâu cho thoát. Không thể chạy đâu được ấy. Chết tiệt. Chỗ này đánh hơi bị khó nhằn đây. Tấn công đằng sau vậy. Tấn công đằng sau luôn nha. Cái này nữa này. Nó sẽ hơi lằng nhằng một xíu. Nhưng cho vẫn phải hạ được. Ok. Tránh ra. Không ăn chết rồi. Chúng ta sẽ để phía thế nào được thế này đi. Đào băng lại trước. Đấy, hợp lý. Không có hệ thống cây gai nha anh em. Phần này không có. Trời ơi, mất cây rồi. Xong phim tôi rồi. Chuyệt hết, hay lắm nhờ. Và chúng ta sẽ đặt nó ở đâu đó quanh đây. Khó phết. Nó xuống. Tấn công, đúng rồi, tấn công cái con kia luôn. Tấn công con kia luôn anh em ơi. Mất cây rồi, đông quá. Đông quá thể luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn đang cố gắng là có thể chiến được với bọn nó đây.
Ui dồi ôi, đông thế. Từ từ nha, bọn nó đang tăng vào đấy nhá. Đây rồi, có thêm cái sóng âm rồi anh em ơi. Có thêm sóng âm rồi, chết hết. Còn một con duy nhất ở trên này thôi. Khá là dễ rồi. Xong. Ô, có một con ở trên này nữa, dưới này nữa. Cho thêm âm thanh. Con này hiện tại cái âm thanh của mình đang ở level 3. Nó khá là thấp. Chúng ta tăng tốc độ lên. Và chiến thêm khoảng 2-3 trận Battle Z nữa là ngon. 1.500 coin, ngon, hay thế. Dưới là 5.000 coin này, 5.000 coin thì nó hơi khó lấy. Mà trên là cái language và chúng ta kiếm thêm được khoảng 4k coin nữa đây. Tổng cộng là 5k rưỡi. Đấy, tổng cộng sẽ có 5k rưỡi coin nhá. Bây giờ ta sẽ chơi cái phần nào đây giờ? Quest thì cũng đã xong này. Quest kiếm thêm được 5 game nữa. Tổng cộng là sẽ là 10 game tất cả. Có 10 game rồi, bây giờ thì chuyển qua Battle Z đi. Battle Z nhé. Arena Battle. Chính thôi, Battle Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ngày kết thúc nữa mà mình hiện tại mình đang đứng thứ mấy đây. Đứng cái hạng này thì nó cũng sẽ không thể nào mà rớt được. Và cho vẫn có thể kiếm thêm kẹo và kiếm thêm game được. Chứ lên là kết quả thì hơi khó. Tại vì trên đấy toàn bọn cao thủ thôi. Rất khó nhỉ. Rồi và mình sẽ vẫn áp dụng cái chiến thuật. Đâu? Nhầm chứ đây không phải đâu. Chết rồi. Chết giờ. Đây đâu phải là chiến thuật mình đang chơi đâu. Chúng ta dùng cái chiến thuật đó chính là cây cái gì nhỉ? Quên mất tiêu à. Đầu tiên là sẽ là cây laser. Laser có nâng cấp không nhỉ? Laser hiện tại đang là cấp 5 rồi, cũng khá là khỏe. Và Spearmin, đó là điều chắc chắn này. Spearmin tạo ra tạo khiêng gì đấy. Mì khoai tây à? Cho nổ à? Có lẽ là không cần. Cái này sẽ tạo giáp này. Và chạc cua đi. Vẫn là chiến thuật cũ rồi. Mấy chiến thuật đấy là tốt nhất rồi. Chạc cua này. Và cây giáp của tương lai. Infinite. Đâu nhỉ? Giáp tương lai đây. Edrock chơi khoảng 1-2 trận gì đấy là xong. Cactus này. Cactus nhưng có được dùng đâu. 1, 2, 3, 4 và 5. Như thế này là xong. Sau đó đặt là full mấy cái này ở đây trước. Đấy. Sau đó sẽ đặt là full laser beam nhá. Dù sao laser beam cũng là một cái thứ rất là khỏe. Hoặc là đặt cây kéo cũng được, à cật cây xương dầu cũng được. Xương dầu cũng có level 1. Nếu mình sở hữu nó là mình cũng sẽ chơi luôn cả cây đấy đấy. Mình đã xong chưa nhờ? Let's rock thôi. Chiến thôi. Chưa có cây tạo ra gai và có cây tạo ra giáp. Có lẽ là hợp lý đấy nhờ. Thêm săn nào. Đó là khiêng đi nào. Ok. Khiêng. Có khiêng. Rồi có một con rất là nhanh nha. Không biết mình có thể bắn được cái tốc độ slow nó không. Khi bọn bắn được. Đấy quá nhờ. Cho vẫn đã đủ 3 sao. Hiện tại vẫn đã đủ 3 sao. 3 cái plan food. Có lẽ nên dùng đi anh em. Có lẽ nên dùng đi. Đấy, hợp lý không? Tăng cường sức mạnh cho tất cả. Tội gì mà không dùng ta. Còn đông quá. Đông quân nguyên nè. Ôi trời ơi, không dùng ta. Không dùng là hơi phí rồi. Thế nhở? Đã nên dùng hết đi, từ có mấy giây nè. 2 triệu điểm. Bình thường được 3 triệu cơ. Thôi chắc là 2 triệu điểm vẫn thắng rồi. Tại vì bọn nó chỉ được tầm 600.000 thôi. Quá là thấp. Và ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Xin chào, gặp lại. Và bye bye.